Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 23 tháng 4 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Ngành chăn nuôi cần sẵn sàng trước rủi ro tăng giá nguyên liệu cuối quý tháng 2 năm 2024 theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, MXV trong quý tháng 1 năm 2024. Việc giá nguyên liệu thế giới giảm mạnh đã đóng góp cho mức tăng trưởng của ngành chăn nuôi khi tăng 4,8% so với năm 2023. Theo đó, Việt Nam đã nhập khẩu 4,85 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tương đương 1,65 tỷ đô la Mỹ, dù tăng 6,4% về khối lượng nhưng lại giảm mạnh 12,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các loại nguyên liệu chính bao gồm: ngô, lúa mì, khô đậu tương. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của ngành vào hoạt động nhập khẩu cũng đặt ra câu hỏi về sự phát triển bền vững và ổn định nếu như giá nông sản quốc tế tăng trở lại. Đặc biệt, cuối quý 2 lại càng là giai đoạn quan trọng mà các doanh nghiệp cần lưu ý bởi giá các mặt hàng thường biến động mạnh, theo báo cáo cuối tháng 3 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA. Diện tích ngô Mỹ năm nay dự kiến sẽ đạt 36,4 triệu ha, thấp hơn nhiều so với con số 38,3 triệu ha trong niên vụ 2023-2024 tuy nhiên, năng suất được kỳ vọng sẽ tăng lên 11,13 tấn, ha từ mức 10,89 tấn, ha trong năm ngoái, bù đắp lại phần diện tích thu hẹp. Trong những tháng tới, rủi ro về năng suất sẽ là yếu tố quan trọng nhất xác định triển vọng nguồn cung ngô Mỹ, ngoài Mỹ, tình hình sản xuất nông sản ở các nước xuất khẩu lớn còn lại đang được đánh giá kém khả quan. Brazil đã hoàn thành gieo trồng vụ ngô thứ hai, chiếm khoảng 75% tổng sản lượng cả nước và hiện đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển trước khi bắt đầu thu hoạch vào tháng 6. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Yên Bái 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Lào Cai 61.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg. Nam Định 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 62.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Thái Bình 62.000 đồng 1 kg, Hà Nam 62.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, lạng sơn 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên, Thanh Hóa 61.000 đồng 1 kg, Nghệ An 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh 60.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 60.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 60.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 61.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Bình Định 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 62.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Đắk Lắc 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Gia Lai 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận 60.000 đồng 1 kg, Côn Tùm 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, thành phố Hồ Chí Minh 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Bình Dương 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 62.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Long An 61.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 62.000 đồng 1 kg, An Giang 60.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Hậu Giang 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Tiền Giang 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bến Tre 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có mức giá 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Cà Mau có mức giá là 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg.